Có một chú sinh sống ở trong ngôi mộ này nè. Dạ. Là chú vừa mới đi tù ra không chị? Dạ. Thì nó nhỏ mà nó ỉ nó bự con. Nó chửi nó khi dễ. Mua xăng chọi nó rồi đi vô công an trình diện. Tòa kêu án 6 năm. Tài mến chào quý cô chú anh chị đến với video tiếp theo của Tài. Thì vừa qua Tài có đăng tải và chia sẻ một phần cảnh của một người cô sống trong khu nghĩa trang như thế này. Rất là nghèo khổ. Kể cả một miếng cơm cũng không có ăn. Thì Tài cũng được người dân xung quanh đây chia sẻ về một cụ ông đang sinh sống trong một cái ngôi mộ trong đây. Thì Tài cũng nghe nói rằng vừa qua ông đi tù 6 năm. Sau đó ông không còn một nơi nào đó để ông sinh sống, và ông chọn một cái nơi nghĩa trang này để mà ông sống tạm bợ ở đây. Và cũng có nhiều người cũng nói với Tài thì gia đình của ông ở bên Campuchia. Người khác lại nói thì ở Tây Ninh. Nhưng không hiểu cái lý do sao ông ra tù ông lại lưu lạc vào nghĩa trang ở Sóc Trăng này để mà ông sinh sống. Khi mà Tài tiếp cận vào bên trong căn chòi của ông đó, quý cô chú anh chị, Tài muốn trò chuyện và hỏi thăm, có thể là trợ duyên cho ông một phần nào đó. Nhưng có điều đặc biệt đây, ông ra tù ông bị điếc, ông không thể nói và trò chuyện với Tài được. Vì thế mà Tài có thể tìm hiểu một cái người dân nào đó xung quanh đây để mà hiểu rõ hơn về cái câu chuyện của ông, có thể là làm một cái cầu nối, nhịp nối đưa ông về nhà, hoặc là quý cô chú anh chị là chia sẻ đoạn video lên để mà gia đình có thể là biết đến ông mà rước ông về nha quý cô chú anh chị. Dạ em chào chị. Chị mới giăng lưới về hả chị? Dạ. Dạ hai chị em mình vừa đi vừa trò chuyện nha chị. Dạ. Dạ chị gần đây không? Dạ em trong này. Dạ thì em biết, theo em được biết chị là có một chú sinh sống ở trong ngôi mộ này nè. Dạ. Là chú vừa mới đi tù ra không chị? Dạ. Dạ chị có thể cho em biết là chú đó tên gì được không chị? Chú Long. Chú Long. Dạ. Dạ. Chị ở đây thì chị có biết cái nguyên nhân như là cái lý do vì sao mà chú Long đi tù không chị? Tại vì có cái thằng đó nó nhậu chung ổng, cái nó nói chuyện thích ổng thì ổng phải ổng mua xăng ổng đốt người ta. Trời ơi, cái là nhậu chung bạn á, cái mình khiêu khích với nhau rồi. Khiêu khích với nhau. Mua xăng đốt người ta. Ổng bữa đó ổng còn 17.000, cái ổng thằng đó nó nói với ổng á, ổng hỏi bây giờ mày muốn tôi đốt mày không? Thằng đó thách ổng đó. Ông làm gì mà có tiền mua xăng đốt tôi. Cái bắt đầu ổng đi mua đâu 10,000 cái gì á. Ổng chia ra hai bọc, ổng bỏ vô đốt, cái ổng giục vô ổng đốt người ta. Đốt người ta. Rồi cái nạn nhân đó là sao? Đó hình như bị thương á, em cũng không gành nữa. Là bị thương thôi chứ chưa có ấy nha. Là ông chú này là bên gia đình người ta thương, ổng ở tù hết 5-6 năm trời á. 5-6 năm trời. Ổng mới ra hồi Tết á. Dạ mới ra Tết. Thì hồi nãy em cũng vào bên trong đó chị. Em gặp chú nhưng mà em nói chuyện chú không có hiểu, chú nói chuyện được mà chú nói là chú bị điếc lỗ tai, chú không có nghe. Tại vì ổng đi hồi đó ổng ở ngoài thì ổng bình thường, mà ổng đi vô trong đó ra ổng có được bình thường, giống như là bị quấn đứt màng nhĩ hay sao á. Có cái chú đây nè, chú dắt đi mua tai nghe, nói nếu ổng điếc sợ rồi cho ổng đi bán vé số, rồi thử không có nghe, cái mới mấy người đó kêu đem đi bệnh viện, mà ổng đâu có con cái gì đâu mà săn sóc. Rồi mình vì người dân mình lo gia đình mình thôi chứ mình đâu có đến nỗi mà lo được cho ổng đâu. Thì cuộc sống hàng ngày của chị thì em thấy chị giăng lưới nè. Em đi giăng lưới. Mình bán hả chị? Bán. Rồi chồng nhầm khi bữa nào không có giăng thì đi lượm dây chai. Dạ, chị được bao nhiêu người con rồi? Ba. Ba người con. Dạ. Là cuộc sống cũng vất vả mưu sinh, hai chồng giăng lưới này kia bán thôi. Dạ. Chị có biết là ông chú đó quê ở đâu không chị? Thì em về đây làm dâu thì em biết ổng ở đây không à. Dạ. Tại vì em cũng nghe mọi người xung quanh chia sẻ chú ở gần biên giới gì á. Hồi đó nói là mẹ ruột ổng thì ở gần biên giới. Dạ. Rồi xong mẹ ổng mất, ổng mới ở với mẹ nuôi, xong ổng mới về đây. Nghĩa là có nhận mẹ nuôi xong á về đây. Đi tù ra xong là mất liên lạc này kia lâu quá, không có còn liên lạc nữa. Ở chết. Dạ. Chết lâu rồi. Sau đó bà chú lạc ra đây sinh sống ở đây. Ổng ở nhà tôi xong mới ổng bậy đó, tôi đuổi ổng ra. Là chú ra tù rồi chú ở nhà chị? Tôi thấy tội nghiệp quá, tôi cho ăn, cho uống, tắm rửa, tôi cho tiền luôn, ổng bậy quá. Là không có phụ việc gì với chị á? Mình em chỉ yêu cầu ổng ở nhà cho sạch sẽ, giống như mình của ổng tự giặt đi, rồi em đâu có làm mọi ổng được, em phải đi làm nữa. Rồi ổng không chịu làm, rồi thành ra em mới không cho ở nữa. Giờ sau đó ổng chú mới ra cái mộ này, ổng sinh sống ở đây. Như ổng sinh sống đây, ổng làm công việc không được á, thì chú tiền đâu mà chú xài ha, như là dòng cơm, xóm, nước này kia. Dòng xóm người ta cho. Dạ. Nhầm khi người ta cho 5-10 ngàn, nhầm khi cho cơm. Cho ổng gì ổng ăn nấy, nói ngay đi, ổng ở đó thiệt. Mình có gì mình cho ổng ăn thì cho gì ổng ăn nấy. Dạ. Vậy đó. Có tiền thì nhầm khi tôi có tiền tôi cho 20-30, mua thuốc, mua đồ hút. Vậy đó. Rồi lâu lâu 5-10 bữa tôi mới cho một lần, chứ không có cho mỗi ngày. Dạ. Tại vì tôi cũng khó khăn, ba đứa con tôi đi học bên lớp tình thương chứ đâu có tiền đâu cho nó đi học. Rồi cái nhà của tôi á, hồi năm Covid á,
Tôi lại đây tôi ở, tôi đâu có tiền cắt nhà đâu, tôi lợp miếng mấy miếng bạc cao su mà người ta đi liệm còn dư người ta cho. Cái tôi lợp, lợp xong rồi tới dịch Covid cái cây nó ngã cái bị sụp. Rồi tôi mới đi cầu cứu bên nhà thờ á, nói với cô Mai, nói gì Mai giờ con khổ quá, trời mưa trời gió con không có chỗ ngủ. Rồi nhà con thì có hai cái cây bự nó bị sụp, bây giờ nhà con ngã rồi. Rồi dì Mai á, hồi dịch Covid đâu có ai tài trợ, dì Mai mới quyên góp mấy người mạnh thường quân á, cho được hai mấy triệu mua được bộ tôn cất được cái nhà đó. Dạ. Hằng ngày hai chồng nhăn lưới gì nè, bán được bao nhiêu tiền? À, dân này được nhiều thì 100 mấy, ít thì vài chục. Dạ, hai chồng á ha. Dạ. Dạ, ngày có dân lưới kiếm được 150 thì đủ sống. Dạ. Dạ, gì bữa nào nhiều thì được, bữa nào ít thì vài chục à. Dạ. Đủ tiền con đi học rồi đó. Dạ. Vậy thôi chị cứ vô nhà trong nhà làm cá này kia. Dạ. Đi bán thì em xin phép chị em qua em trò chuyện với chú bên kia một xíu. Dạ. Em hẹn chị hôm nào em đến đây em vô nhà chị em thăm chị với các cháu ha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cảm ơn chị nha. Cảm ơn. Dạ, em chào chị nha chị. Dạ, với cô chú anh chị thì cũng vô tình thì Tài thấy chị đi ăn lưới ngang thì Tài cũng hỏi thăm, thì không ngờ chị cũng là một cái người khi mà cu mang chú, khi mà chú ra tù không có một nơi nào đứng đó để mà sinh sống nương tựa này kia, thì sau đây thì Tài sẽ vào bên trong thêm một lần nữa, có thể là ra dấu hiệu hay làm một mọi cách gì đó để mà chú hiểu và chú trả lời với mình rõ hơn, để mà có thể là làm một cái nhịp cầu nối gì đó đưa chú về bên nhà mẹ ruột của mình. Vì mẹ nuôi với cô chú anh chị thì chị ở đây chia sẻ thì cũng đã mất rồi nên là không còn biết đường về đó. Thì sau đây Tài mời cái nhà đồng hành với Tài vào bên trong để mà tìm hiểu nó nông rõ hơn nha cả nhà. Tài sẽ dẫn với cô chú anh chị vào bên trong để mà tìm đến chú và trò chuyện. Đây là quý cô chú anh chị, thì trong đây là cái nơi mà chú chọn để mà sinh sống. Thì cũng không biết là Tài trò chuyện với chú là chú có nghe, chú có hiểu được hay không nữa. Thì Tài cũng cố gắng thôi, cố gắng chổng tìm mọi cách mình ra ký hiệu này kia đó hay là sao đó, để mà hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của chú, về cái nơi sinh sống của chú lúc trước á, để là làm cái cầu nối có thể đưa chú về bên Tây Ninh. Thì Tài cũng nghe nói là dân thì ngày xưa chú ở bên Tây Ninh đó. Mẹ ruột của chú, mẹ nuôi chắc cả nhà. Mẹ nuôi của chú thì ở đây nè, nhận chú như là ngày xưa nhận chú là con nuôi á. Sau đó là chú đi tù, chú đi tù một thời gian khá là xa, tận tới 6 năm trời. Thì mẹ nuôi của chú đột ngột là mất đi. Thì chú ra tù thì cũng không biết cái đường để về hay là như thế nào đó, Tài cũng không gành nữa. Mà chú lại sinh sống ở đây này. Chào chú. Chú bị đâu hả chú? Wow. Chào anh. Ủa anh biết về chú này không anh? Dạ, anh sát đây hả? Đây thấy đồ đạc chú quá trời nè. Chú tên Phúc hả? Chú này tên Phúc hả? Long. Long. Dạ. Anh có biết lý do sao mà chú Long sống ở đây không anh? À, không có nhà. Không có nhà. Em nghe nói là mẹ nuôi của ảnh của chú Long gần gần đây phải không? Mất rồi. Sao chú không, chú Long không về nhà mẹ nuôi? Mẹ nuôi người ta cũng có con cháu của người ta. À, cũng có con cháu người ta, thằng con nuôi nó cũng ấy ha. Chú ở đây sống. Lúc trước là chú Long sống chung với mẹ nuôi hả chú? Chú biết quê quán của chú Long ở đâu không? Ở đó, ổng ở đâu quá rồi mới ổng về đây sống lâu lâu rồi đó, chú còn nhỏ xíu. À, là chú còn nhỏ xíu, ổng về đây. Dạ, em cũng nghe nói nhiều người xung quanh đây nói là chú Long này nè, là ở đâu gần biên giới Campuchia bản gì á. Không biết, hồi đó ổng về đây tôi chưa có sanh nữa. Dạ, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay mới 40 à. 40 hả? Ừ, ổng chưa có sanh. Là chú chưa sanh luôn là ổng đã sống đây rồi. Em nghe nói, cũng nghe hàng xóm đây kể là lúc trước á, chú Long này nè cũng gây sự này kia đó, thôi đi tù gì đó mới ra phải không? Ờ, nghe nói vậy. Dạ. Tôi hồi đó thì tôi nhà tôi ở ngoài lộ rồi mới mới đi ở riêng, tôi vô nhà ở. À, các nhà trong đây ở. Cái công việc hàng ngày của anh làm cái gì? Đi làm đạo tỳ. À, làm đạo tỳ trong khu này đó ha. Làm đi khiên linh hạng đó.
em nói là chú Long ở đây nè, là bị đi ra tù bị điếc thì nói chuyện nghe cũng khó trò chuyện tâm sự nha. Như anh ở đây tiếp xúc với chú Long thường xuyên á, anh nói chuyện chú hiểu không? Mình nói từ từ cũng ổn giọng miệng mình. Mình nói chậm rãi là chú Long nhìn cái khẩu hình miệng của mình là chú hiểu ha. Cũng khó ha, tại vì em cũng muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của chú Long cũng như là quê quán chú Long ở đâu để có thể mà phải đưa chú Long về cái vị trí mình sinh ra, cái nơi mình sinh ra đó, nhà mình đó. Thì nãy giờ em cũng đi xung quanh hỏi bà con ở đây thì bà con chỉ biết là ở gần biên giới Campuchia thôi, chứ không biết cụ thể là ở huyện nào hay là tỉnh nào của Campuchia. Đúng rồi, tại hồi đó ổn về đây tôi chưa thân. Dạ cũng có. Dạ thì em cũng cảm ơn anh nhiều nha, em qua chú Long trò chuyện với chú Long trước. Nói chung là mọi người ở đây cũng không rành về cái nơi quê quán của chú Long luôn á, với cô chú anh chị. Cái này cũng là một cái điều rất là khó khăn đối với Tài luôn. Cũng là lần đầu tiên Tài thấy một hoàn cảnh xa quê mình thế này. Từ giáp trên biên giới Campuchia mà chú lại lạc ở đây. Chú khỏe không? Hả? Chú khỏe không? Sao? Chú sống ở đây, ngủ ở đây hả? Ngủ ở đây. Chú ở đây bao nhiêu năm rồi? Ở đây hồi mấy tháng à. Còn lúc trước ở nhà trên lộ rồi cái bà ở tù về, bà đó bà chết. Rồi chồng bà làm hải sản ở dưới kinh bà rồi đâu ở nữa, rồi xuống đây ngủ nè mấy tháng à. Mấy tháng. Vì sao chú đi tù? Thằng kia nó nhỏ mà nó ỷ nó bự con, nó chửi nó khi dễ, mua xăng chọi nó rồi đốt nó. Rồi chú gan thiệt mọi người, đi gọi đi vô công an trình diện rồi tòa kêu án 6 năm. Ba thương tích 38%. Năm nay chú Long bao nhiêu tuổi? Sang năm 65 á. 65. 58 tuổi rồi. 58 tuổi. Quê quán chú ở đâu? Hồi xưa quê ở đâu à? Dạ đúng rồi. Ở với bà già nuôi ở Long Bình á, Châu Đốc đi lên á, cửa khẩu Campuchia. Rồi bà già nuôi năm 85 chết. Ông già ruột nhắn về đây nè, về đây ở nhà được năm một, ở không được rồi đi ra ngoài đời sống, cũng sống vòng vòng ở xóm nè, đi làm bốc vác, đi làm này làm nọ để kiếm kế sinh nhai. Rồi tới sau này lớn tuổi quá yếu á, đâu có đi bốc vác đâu nổi nữa đâu, có thời gian đi bán vé số. Rồi lúc lão Tài còn nghe, rồi ở tù về tự nhiên xuống dưới năm 2017 tới năm 2019 tự nhiên cái lỗ tai nó điếc luôn, điếc cả vợ luôn. Mà ở dưới nó đâu có cho đi khám gì đâu, ở tù mà đâu phải ở nhà đâu, không cho đi khám gì, mình đâu có biết bị vấn đề gì mà đi điếc. Chú biết nhà của mình nơi mình sinh ra ở đâu không? Hả? Chú biết nhà của chú ở đâu không? Nơi mình sinh ra, nơi chú sinh ra. Ở bên giá hả? Chú biết nhà ba mẹ ruột của mình ở đâu không? Nhà ba mẹ ruột của chú ở đâu? Bà già ruột á hả? Dạ. Bà già ruột khỏi ông già má ruột tôi ở đâu? Dạ. Rồi ổng không biết. Rồi thua luôn. Wow, cái này một cái điều nói chung là rất là khó. Ổng không biết là sao mình biết. Dạ. Cũng một cái điều hiện tại cũng không biết làm sao luôn. Tới mà chú hỏi ba ruột của chú nhà má ruột ở đâu mà như hồi đó ông già ruột đi lính. Dạ. Đi lính bên Vĩnh Long á, mấy ổng có vợ rồi nhưng mấy dụng trộm với bà già thôi, mấy sanh ra trôi bà già nó giao cho ổng, ổng không có nuôi, giao cho bà già nuôi. Bà già nuôi đem về Châu Đốc nuôi chứ lớn. Rồi tới biết ổng cha ruột, rồi hỏi má ruột tôi bây giờ ở đâu, ổng không biết thì thua, đâu có biết được, làm sao biết được. Ba ruột của chú Long còn sống không? Không biết nữa, ổng không biết rồi mà mình lấy gì biết.
mới xâm dân tháng 25 ngày là coi như bà già nuôi kể á, vào cho ổng, ổng đưa cho bà già nuôi nuôi rồi à, đâu có biết bà già ruột lại. Cũng là một cái điều khó mà. Ở đây mấy chục năm rồi à, ổng không biết là ai biết. Vì một phút nông nổi chú nhậu với bạn bè chưa thích với nhau mà chú lại đi tù 6 năm rồi, không có sự việc quá nóng tính. Chứ nếu biết bà già ruột là hỏi ổng bà già ruột, bà già ruột mày ở đó đó là đi kiếm lâu rồi, ổng không biết là biết đâu kiếm. Thì Tài cũng rất là mong quý cô chú anh chị xem được đoạn video này có thể là chia sẻ lên Zalo hoặc là Facebook để mình lan tỏa đoạn video này đến cho người nhà, người thân của chú ở đây để liên hệ đến Tài để mà rước chú về. Chú có vợ con gì không? Vợ con á chú? Cái gì? Chú Long có vợ con gì không? Có vợ có con mà thôi rồi năm 1997 lận rồi, lúc cơn bão số 5 á, thôi má con nó đi Campuchia ở thì đó giờ không có giờ thăm. Lúc chú lấy vợ, quê vợ ở đâu hả? Vợ chú ở đâu? Quê á? Quê vợ hả? Dạ quê vợ ở gần đây nè. Ở gần đây à? Sao mà... đằng hẻm đằng này nè, rồi nó đi Campuchia với con nó đi trong tới giờ không có về. Thôi hồi lúc ở đây là tại vì cà bạc quá thiếu nợ rồi bảy nợ ra rồi trốn đi à. À nghĩa là vợ chú ngày xưa đánh cờ đánh bạc đó mọi người, Long nợ quá thì ôm con bỏ trốn qua Campuchia. Còn giờ đứa con sinh rồi năm 1996 bây giờ nó hai mấy tuổi rồi, là lớn là 96 26 tuổi rồi. À, nhà vợ chú ở đây thì còn ai ở đây không hả? Ba vợ này kia đó còn ở đây hay là qua Campuchia hết luôn? Anh em hả? Gia đình bên vợ chú á là qua bên Campuchia ở hết luôn hả? Không, nó đâu có lại thăm đâu. Chú ở đây hàng ngày cơm đâu chú ăn? Ăn cơm có tiền cái đây, mua cơm gà ăn hộp 10 ngàn nè, ăn hai lần, sáng ăn lần chiều ăn lần. Tiền đâu chú mua cơm hả? Ví dụ như người nào cho thì cho, như bữa nay đâu có tiền đâu có mua cơm chứ thôi giờ này còn cơm là bữa nay nấu mì ăn. Là bữa nay là dính đói, không có tiền dính đói. Sao chú không đi bán vé số nữa? Đi bán vé số nữa bán gì đó lỗ tại biết rồi, đi đếm vé số bây giờ bán đâu có trả lại đâu, bán là đứt luôn á, mình đếm dư rồi dò luôn không trả lại. À là bây giờ đi bán cái số mình lấy 100 tờ bán không hết là mình ôm mình không có trả lại. Căng quá ha, mình lấy ít thôi, nhà mình lấy 30 tờ mình bán đủ tiền mua cơm. Chú ở đây nè, chú có nhậu không hả? Chú ở đây một mình chú có nhậu không? Không. Chú sống nói chung là mình nói chú không rõ không hiểu rồi. À chú ở đây nè, chú có uống rượu không? Đó không được uống. Có uống rượu luôn hả? Không biết mưa trời. À mình hỏi chú ở đây là chú có nhậu uống rượu không, chứ là chú là có mà tính là chú có nhậu chú là hứng nước mưa, nên là chú ở đây chú hứng nước mưa để mà uống mọi người. Rồi chú tắm giặt đồ này chứ sao? Tắm mưa tắm nhân xối á, chạy xuống tắm rồi quần xà lỏn lột ra giặt luôn. Một năm tắm mấy lần hả? Một năm tắm bao nhiêu lần? Có mưa tắm, còn không có mưa nó xuống dưới kinh sáng á, là tắm tắm cái kinh sáng dưới ha. Sáng tới giờ là gần 2 giờ rồi, chưa ăn cơm. Hết tiền. Nhưng mà con thấy hút thuốc nè, có tiền mua thuốc mà sao không mua cơm? Hả? Có tiền mua thuốc hút mà sao không mua cơm ăn? Mua thuốc hút ngày hút mười mấy điếu. Sao không lấy tiền đó mua cơm ăn mà đi mua thuốc hút? Vậy nghề nghiệp mình sao bỏ được. Mọi người thì đúng là cái nghề nghiệp. Có tiền không có tiền nhưng mà kiếm được đồng tiền mua thuốc hút chứ không mua cơm, thà nhịn đói chứ không bỏ thuốc. Con bỏ mấy lần là bỏ không được. Dạ. Con cho tiền chú mua cơm chú ăn hay là chú mua hút hút chú hút? Mua cơm mình mua thuốc luôn. Vậy là hết rồi mọi người. Một ngày hút mười mấy điếu thì cũng mười mấy ngàn một gói, giờ cũng tầm mười mấy hai chục ngàn. Thuốc gói có mấy ngàn bạn à?
mình hạn chế hút thuốc đi, mình lấy cái tiền đó mình mua cơm mình ăn nó tốt hơn. Để chú cũng già cả rồi, hút ít lại một tí xíu ha. Một cái mảnh đời đúng là không biết nói như thế nào mọi người, cứ mà gia đình con, gia đình ba mẹ cứ xô đẩy, mới đẻ ra mấy tháng thôi, người ba thì cứ xô đẩy cho người mẹ nuôi, mẹ nuôi xô đẩy lên cuộc, xô đẩy qua xô đẩy lại thì cuối cùng chú không biết gia đình ba mẹ ở đâu, không biết là quê quán ở đâu luôn. Sau đó thì chú lập gia đình ở ngay mảnh đất Sóc Trăng này, thì bên vợ của chú thì cũng cờ bạc này kia thì cũng để nợ, sau đó ôm con qua bên Campuchia. Chú cũng biết được bao nhiêu đó thôi chứ không có biết rõ gì thêm. Chắc có lẽ thì Tài sẽ gửi cho chú một ít tiền để chú mua cơm, sau đó Tài sẽ đi tìm hiểu hơn, sâu sắc hơn về chú ở đây. Đây con gửi cho chú một ít nè, chú mua cơm nha, không có mua hút thuốc nha. Lần sau để con đi tìm hiểu thêm về cuộc sống của chú như thế nào nha. Cảm ơn. Dạ rồi, với sức khỏe nha chú. Dạ con chào cô. Cô ơi, cô đi ruộng về hả? Thầy mã á. Là cô làm cỏ mãi không ta hả? Trong 40 giờ rồi. Cô nhiêu tuổi rồi? Vui, gần 88 rồi. 88 là mạnh như vậy đi, con thấy đi quá trời nhanh luôn nè. Còn gánh nước nữa kìa. Gánh nước luôn. Gánh nước cỡ 60 đô với một ngày á. Sao con cái đâu không phụ bà? Vô đi làm sao hết trơn rồi. Con sao hả? Giữ hai con cha, hai cháu nữa. Đi làm sao gửi tiền về? Hả? Đi làm sao con cháu gửi tiền về cho bà? Vô nó không có cho tiền, nó bị không có gửi đâu. Nói gửi hả? Nó có chồng khác rồi bỏ con chơi chơi. Bà làm học lớp 4 rồi. Con nó học lớp 4 rồi. Cha thì mảnh cha đi, còn mà mẹ thì mảnh mẹ đi. Bỏ hổm nó nghỉ hết nửa tháng có rồi. Dạ. Con gắng học đi. Mẹ con thì bỏ đi, cũng có ngoại, cũng có bác hai nuôi con vậy, cho con ông học. Mẹ không có mà, tháng này không có gửi tiền. Bà làm này, bà làm trồng hoa thê cho người ta hay là trồng nhà? Trồng nhà, nằm khi rảnh thì đi làm cho người ta. Dạ. Bà kêu đi nhổ cỏ mã đó, đi làm cho người ta. Buổi sáng tới giờ chưa ăn cơm nữa đó. Trời ơi, sáng giờ gần 2 giờ chưa ăn cơm luôn. Bà biết chú Long này ở đây không? Ổng đâu có nhà cửa đâu. Không có nhà cửa hả? Ổng ở đây rồi á. Thí dụ nếu mà ổng bệnh hoạn vậy ở Môi Mã chắc chết quá. Không có ai coi đâu. Ngoài con ngoài chồng hả? Không có con cái gì đâu. Người thân của chú Long ở đây có không? Hả? Người thân của chú Long ở đây có không cô? Ổng ở đây hoài. Ổng có mình ơn nè. Ổng lúc trước ổng có cũng có vợ có con. Mà vợ con đi mất tiêu hết trơn, đi tới giờ mà ở mà Campuchia. Rồi con ổng được đứa bây giờ có chồng rồi, có con có cháu rồi, đâu bỏ ổng chơi vô vậy. Yeah. Rồi ổng có đại đâu. Nó kìa chú, đây con mới tâm sự với chú rồi, xong thấy cô ngang đây hỏi cô. Ổng cũng như tôi vậy. Ổng nói ra thì mình nghe được. Yeah. Cái chừng đồng khi ai nói nhỏ nhỏ tôi không có nghe đâu, làm như nó biết á. Yeah. Bệnh mấy năm rồi, làm như nó mà đầu óc mình nó ấy mà bị não á, não đầu á. Bác sĩ nói được cái làm việc nặng đó, tôi nói chịu nổi. Ở nhà tôi bệnh lắm, chẳng thà đi làm gì tối ngày đi làm được. Sáng mấy giờ cô đi làm mà giờ này gần 2 giờ chưa ăn cơm hả? Sáng mấy giờ cô đi làm mà giờ này chưa ăn cơm? Sáng 7 giờ 8 giờ nấu cơm nấu nước rồi xong xuôi rồi đi rồi. Dạ. Để mà cơm nước cho cháu ăn. Dạ. Thôi con chào cô nha, cô về ăn cơm nước gì cũng sẻ vậy nha cô. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Chào với cô chú anh chị, thì hoàn cảnh của chú Long đây thật sự thì chú Long cũng chia sẻ và mọi người xung quanh đây tại vô tình bắt gặp thì cũng chia sẻ đến cho cả nhà mình theo dõi. Thì chắc có lẽ là Tài sẽ xin phép với cô chú anh chị là Tài kết thúc video ở đây, để mà Tài dành cái thời gian đó ta đi xung quanh khu vực này nữa, lan tỏa khu vực này nữa, để mà tìm hiểu như là rõ hơn về hoàn cảnh chú Long mình như thế nào. Sau đó Tài sẽ tìm mọi cách để đưa chú về nhà này kia. Thì Tài xin chào quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo của Tài nha.